biển cả thì cũng bay dù dù thôi, rồi đất ở đâu mà ở thì cũng ở chỗ này chỗ kia, thì bay hoài vậy đó mà. Thì nói biển phải có bờ đi vậy thôi, không có gì. Bướm bướm mới bay ra đâu, đâu bay luôn hả? Bay luôn rồi đó mà. Ồ, con bướm bay ra chào bà ơi, bướm. Bướm bướm mới bay ra đâu, đâu bay luôn hả? Bay luôn rồi đó mà. Ồ, con bướm bay ra chào bà ơi, bướm. Bơi này bà đi vô thăm lúa ruộng hả bà? Ơi thăm lúa con đi đường này là chút mình qua được đi về con không đó nắng không bà? Đó nắng không? Ừ, ở đây cũng được đi. Chút đường quay lại con lúa tốt hả bà? Bà nó tốt gì đâu, phát hạt lắm rồi. Lúa xanh lè chân là làm như vậy đó, có cây lúa đó phải có chất lượng, không hiểu chưa. Đừng màu xanh này nhiều quá, có cái này là tới chỗ màu xanh nhiều về bà nói mập mạp không mới được hạt dài đó, cờ là như vậy. Cái này nó không phải mập đâu, nó chỉ có đồng đồng thôi mà đồng đồng này làm sao có được hạt bạc cả. Hạt lúa tốt được. Vậy bà nói ngắn quá, hiểu chưa? Bà thấy cảm thấy cái lúa này tốt không bà? Chúng là trúng không? Con nghĩ coi nhìn thẳng vô coi lúa một miếng thứ hai màu đó không? Cái lý do là sao bà? Thì bà có biết đâu, con thấy rồi đó. Tại sao mà chung một miếng ruộng mà lại hai màu lúa à? Nó lấy thừa giải phân lạnh nhiều, bà thấy đâu phải đâu, cái này không phải tại phân rồi. Phân lạnh thì nó được chứ phải gì đây à. Ô, bà cũng không nói được à. Bà cũng nói được đó là đi đường á, đỡ được, không phải đi đường giữa tốt hơn à. Không, mình ở đây nè bà, đi nó khó lắm bà. Đi đó mình quen không có được đâu. Đi con đứng đây bà nói thì vô đây hết mà. Nó không vô tới đâu. Lúc nào muốn quay cảnh bà quá. Bà đứng đây gì quay được cái này bà. Đi vô trong chi nó khó đi lắm. Ngoài chỗ này mát đó bà, đứng đây mát đó bà. Chỗ này làm sao nó không cho, nó không đi rồi bà. Bà thương hồn. Bà thả bà ra đây, bà tự giác bà đi ở bên cạnh nó, nó có kêu bà hoài, không được, không đi tự do. Thôi đứng đây nè bà. Thôi đứng đây nói chuyện đi bà ơi. Đứng đây chuyện nói gì giờ, chỗ này, cái cảnh nói chứ. Chỗ này mát nè. Này như cánh cây nè bà, như cánh cây nè. Nó quá ngắn rồi làm sao, đây con thu được bấy nhiêu đây à, ngắn quá. Thế à, cũng tốt lắm nè bà. Ôi cũng được hạt, được bông, nhưng mà hạt không có bấy nhiêu à. Được bông vậy thôi chứ hạt không có bấy nhiêu, con rõ không nào. Lá nhiều hay gì bà? Ồ năm nào con cũng thu vậy hả, thu chỉ bông chỉ cần bấy nhiêu mà chắc thì bà con được à. Ô, bà cũng bông cho chắc hết đi à, cũng hoàng bông hết đi nè. Ôi sao bà thấy nó không có chắc hạt nào, ý con nói múa mới lúa mới ngậm sữa à. Chưa có đổ đuôi bà. Nhổ lên đi nào, nhổ lên con, nhổ con không coi nào, nhổ nguyên buổi lên con coi xem lên thế làm. Đổ lên rồi. Bà thấy sao nó kỳ kỳ dài bông vậy đó, để coi bà cho ông vua con xem lại coi tình hình đó, cây lúa này thế nào à. Chết màu nó nhổ thế nhổ hay nhất này thiệt tình à. Bà nói cây lúa nó kỳ quá kìa. Mày sao vậy bà? Bà nói là bông lúa không phải bông lúa nó vô mát rồi bà, ngoài nắng đây.
Thật bông lúa không phải bông lúa phải không con nào bà nói là như bông lúa đó bà ơi. Bông lúa bởi bà nói giờ trong bụi lúa nó có ra trường hợp như vậy đó là một hai bông không phải bông lúa của nó bông cỏ bà đừng nghĩ rồi. Còn cái bông kia kìa đó bà thấy không được bông đó bông cỏ phải bông cỏ bông lúa phải bông lúa. Mà nhiều cảnh với bà nào. Bởi bà nói bây giờ biết nói làm sao, cây cảnh thì cây thiếu gì, biết nói làm sao bây giờ, các con ở đâu hết rồi. Lúa làm sao như vậy, đế của bà thì nhiều, lát cũng có nữa, rồi cỏ cái gì, bà nói cỏ nào cũng có hết trơn mà. Bà nói con lúa này như thế nào, bà nói với con biết làm sao bây giờ, thì bà kêu nó đem lên rồi. Ở đó nhà thiết kế nuôi chồng đó mà. Vậy sao bà không khắc phục được bà? Bà nói với con khắc phục thế nào thì để đem lên đi cho nó coi coi nào. Là như vậy. Ôi thì bà cũng đang quấy cho con một hai bông đó con nhặt được bà cầu hạt đời như này chắc hết luôn đi à. Con to to ra một chút mập mập ra một chút đi đặng cho nó có hạt nó ăn. Nặng chịu một chút để một tháng nữa là lúa nó tròn hết à, hai tháng nữa con mới cắt à, hai tháng nữa con mới cắt chưa được đâu à, và trong trong tới hai tháng rưỡi đi à. Nắng lắm rồi. Đặng lại gì à, đặng hạt lúa nó có nhiều hơn à, nhanh quá không được à, lúa nó không có hạt nữa chứ à. Nắng lắm rồi, nắng lắm. Bệnh chết á con à, chúng trộn phát một hồi đi bà. Ô này đẹp quá, nhà thiết kế con lâu rồi, cái này gì hình ảnh này đẹp quá nè. Bà thiết kế gì bà? Ô bà nói nhà thiết kế là nhà của bà. Bà kêu có cái hình ảnh thế này cái gì trong đây à, con gì con nhìn lại cái con gì nào. Sâu đó bà ơi. Sâu à, ồ bởi bà nói con à, con chưa thấy con biết con sâu rồi. Ôi bà nói với con cầu cu lá đó. Thì một tháng nữa đi hạt nặng chịu hết đi à, dù nhỏ hay lớn cũng có hạt cho có con dùng à, bà là chỉ nói vậy thôi ngoan nào. Là như vậy à, thì lúa hàng năm đó mà thì nãy giờ bà diễn ra hạt lúa hàng năm cho con rồi à, cho nó tròn tròn cái hạt nặng chịu đó con ha. Còn cái này bà nói làm sao vậy là lá nhiều quá. Lá nhiều quá nó tốt rồi bà. Nó tốt nhưng hạt không có bấy nhiêu không hiểu không à, toàn lá không à. Lá không à. Dạ thì bà tả lúa thằng năm như vậy là ngoan, hạt chắc bông dài. Đó thì thằng nhưng mà bây giờ chưa đạt ý nguyện của bà thành ra các con chưa có hạt lúa đó đâu. Bà nói mong chỗ dài một chút bông giờ chỗ hết nổi à, cho vượt nổi bây giờ chỗ đồng đồng hết sao vượt được. Trước bà dạy rồi, trước khi chỗ đồng đồng cây lúa được như vậy mới ngoan. Trước mình vô đây là cái lúa còn nhỏ lắm nha bà. Bà nói là quan trọng nó ra nó cao được chút xíu thôi à, bông nó dài một chút, còn này không phải như vậy, nó tròn tròn không à. Bông dài chẳng bông dài, bông tròn chẳng bông tròn. Trường hợp lúa này đã vậy rồi, ngoan. Đó, bông dài, bông dài, bông tròn, bông tròn đó là vậy đó. Này có ghế ngồi đây nè bà. Ghế à, có luôn à, bà ngồi đây mà cho bà ngồi chút nữa hơn ngoan. Để con chùi sạch. Bà chùi ban con mà, bởi những lúc bà vậy, những lúc nó vậy là. Cái này ơi, lương tính không phải, lương tính mới làm được, lương tính biết là học cái này không phải, không phải, ai bỏ thì nó nhặt lại. Dài quá nhặt lại cho bà một chút nha, chút tươi tươi nó cũng bỏ luôn à.
Bác là nói với con cái này, cái trường hợp này thì che thì là quan tính tính ra được, là đặt cái đó xuống là có mà ăn. Chứ đâu nữa mà. Tao thấy cái gì xanh xanh ra đó bên kia cái thùng ngoan. Ờ, cái thùng có gì chứ? Bà nói cái đó là hai cái thùng chứ không phải một cái. Ờ, nãy bà thấy à. Bà thấy hai cái thùng à. Nè, cái kinh thì cá dữ lắm nha bà, lên ngất đều trên này. Ờ, đó nó cũng vô, cá cũng vô, định có tôm nó vô à, áo khô vàng thì giờ nó nhiều à. Bữa nay bà thấy mấy cái bạn này nhiều một chút à, ngon, bà đàn chứ không về, bà đàn cũng vô. Mà bà nói bà đàn là cũng vô chồng hiểu chưa. Ông vua ra đời lần này ở dưới đất luôn rồi, không có về trên kia. Triều đình thì về lúc nào cũng được, thì về bây giờ chưa lại lập đời làm sao mà về. Lập thì ngày nào cũng lập nó màu, mà các con không chịu ông định rồi bà làm sao. Tôi không định gì lắm đó bà. Ông định. Ờ, mà nói bây giờ đất nước còn lu bu lắm mà, có đứa nơi này, có đứa nơi kia, nổi ra như cây lúa này á bà. Bà nói vậy nó không chịu nghe, nói không lúa cũng được đó mà. Có biết nước ngoài còn chiến tranh hả bà? Ờ, bà có biết đâu nước nào đâu, cùng một nước một, qua cái nước Việt Nam thôi. Tại nó nói gì á, nước ngoài nó tào lao đi qua bển, nó làm tầm bậy tầm bạ, nó chồng ba gao cãi nhiều có gì. Có đưa về hàng Việt Nam có gì đâu. Đưa về đâu ai nhận, đâu ăn uống gì thứ đó, nó chồng tôi nhiều cũng bỏ thôi à. Để cho lương tính đi hốt hoài hoài ba cái mà đầu tư chứ có gì à. Mà thấy nó không nhận nghe, nghe mà nói hôm dài là lương tính là như thế nào vậy bà? Ồ, lương tính ở đất nước này, ở trong khu vực này, ở đây là gọi là châu đốc phải không mà, nói đâu đâu nó đó đó mà, bà cho nó làm chính phủ sau này đi, ghi con em đó mà, để lập lại đời, chứ không có cái gì thì nó chịu khó đi nhặt những cái cọng rau, cọng cải người ta bỏ ăn không hết đó, mấy bỏ bó bán không hết để đó rồi nó lấy đi. Đem chỗ này chỗ kia nó cho ăn là nhà chùa hoặc hay là con em không có rồi đưa cho ăn. Đó là lương tính với bà cũng có đi một lúc với nó đó mà, có không có đi đó không, cũng có đem mấy cái bắp cải cho đứa này đứa kia. Thì nó chở đi đâu bà chạy theo đó mà, vô tới cái chùa đó, ngay chùa bà chúa chết mồ, bà cho bà chúa ngợi đó mà. Chùa này chẳng những chùa kia, chùa này cũng có, chùa kia cũng có đó mà. Bà ơi, bà thường thường bà nhắm mắt gì đó. Bà nhìn về chùa một chút. Ê, là, đó, để bà nhắm mắt bà, là... bà thả về chùa một chút bà, đừng nói chuyện. Bà về chùa một chút bà. Đó, là con em, sao hôm nay có con em đi chùa rồi đó. Bà nói đất nước là vậy, bà thương. Chùa này à. Nhà này có thiên thiên địa địa thôi, minh thiên động địa ở đâu có. Ô, bà có gì cái bà Phật này à, bà chú lên ngôi cũng cho ngồi Phật này à. Ô, đó là con đĩ ngựa ở trong chùa nó dòm ngó cái chùa á, cho ở giữ cái tượng Phật chút thôi á. Chỉ có thượng đó để cho bà chúa ngồi thôi, bà chúa lớn rồi, bà này già rồi, để cho bà chúa lên tượng đó mà. Thì nhà này có ba bà cho lên tượng vậy thôi, còn nhỏ kia gì ở đỡ trong chùa đó mà. Giờ mà
có cái tượng Phật này có ai dòm ngó không vậy thôi, chứ nhỏ khi có cái gì. Có về đâu bà nói gì, tượng Phật đó vẫn còn tượng Phật đó thôi, không có về từ ghé lại để lập lại ổn định con em coi. Con em dễ thương rồi, lớn hết trơn, nói chuyện em sao mấy đứa này nó chạy xe hoài hoài, thấy đâu nó không chạy xe à, nó hầm vậy sao mà có cũng được, cũng chịu khó hầm thì nó hơi kỳ thì có cảnh gì thôi, đi trong đồng về hay chịu khó cũng được đi đi đồng mà mình cỏ mà gác trong đó không biết giờ này nó về rồi, giờ này cũng chiều rồi, 1-2 giờ hả con. Giờ này mấy tiếng à, mấy giờ con? Ngày sớm mà 1-2 giờ hả? Ngày 12 giờ. Ồ, mới 12 giờ à. Ồ, hồi nãy bà thấy cái bánh lá nào mà nó kết lại con thấy không à. Bởi nó con coi coi nè, kỹ thuật con coi sao mà hồi nãy nó kết quá trời à. Nó kết dây lại à. Kết con thấy kết không à, kết rồi giờ đâu là không thấy nữa à. Sao ở trong này à. Lá này nó cũng không có sao à, nó bòi ở đây con nghĩ làm sao à, kỹ thuật con nói với bà coi nào. Từ từ thành sao nó vô à, bà nói đây nó cuốn luôn rồi nè, nó cuốn cái lá này lại nè. Ô, bà nói nó cuốn rồi nè con ơi, hầu như nó có con sâu trong này. Dạ, lá nói sâu cuốn lá mà. Ừ, con sâu cuốn lá à, mà bà lại thích bắt bánh sâu này á chứ. À, để về bà nuôi à, ngoan. Nhà nuôi chồng của bà là vậy à, nó tung ra con nào thì bắt lại con lấy à, khó bắt hết à. Thì nói sâu cuốn lá mà bà nói không phải. Ô bà thấy cuốn rồi đó, rồi nãy nó kết chặt quá, nãy giờ bà lây quay nó đứt cái chỉ à, ngoan. À, là như vậy à, bà nói nuôi chồng thì nói nuôi hoài không có hết đâu à, trồng cây trồng lúa à, trồng đủ thứ trồng trên đời. Vậy cho hỏi là như bà biết cái bà Vanga ở bên nước Pháp không bà? Ôi bà ơi sao biết nào đâu nữa, vì cái nước Việt Nam mà đi đâu làm đó là chơi nọ kia đâu à, sống chơi trong giới à, bà không biết nước nào đừng hỏi là Pháp mẹ gì đâu, cái nước Việt Nam mà đi chơi ở đâu thành phố ở đâu nói à. Ý nói là bà bên pha này là bà là tiên tri hay lắm đó bà. Ô mấy có đánh về bà thấy rồi, giờ không thấy ngựa ngựa không à, bà nói đâu đâu, ngày xưa đâu nó có thân thì bà cho nó có thân rồi, cánh đi chỗ này chỗ kia rồi, nó ngồi một chỗ rồi nó lợi dụng này lên kia, ai có tiền nó nhào vô cái đầu nó lên đại nó ngồi nói chuyện này chuyện kia. Bà nói với con à, không có gì không pháp mẹ hết trơn á, gật đầu nó nhiều chuyện đó. Bà nói nhiều chuyện không có cái gì à, không có cái Mỹ Pháp mẹ hết trơn à, thành phố đâu đó rồi thôi à, đây là thành phố mấy chục cây số à, mấy trăm cây có gì à. Bà không ưa đài hoài, bà thấy mặt này mặt nọ có hay đâu, toàn là có gì đâu. Ủa thua nhỏ này nữa, nhỏ này tới đây bạn đoàn người ta đi vô đồng bằng cỏ bằng gác đồ, nó ngày bà ngáo đi hoài cơm đâu ăn. Ủa nhỏ này à, vậy đó à. Ủa thấy chưa, mấy đứa nó hay ho gì đâu à, nó làm gì thôi Pháp mẹ gì đâu. Rừng chữ mà. Bà nói nó đó, bà không ưa nó lâu đời, là bà thấy nó trên đài rồi nó có gì hay đâu. Tại bà không ưa cái đài phát thanh của bà nó lên vậy thôi, có gì. Nó lên tivi à, đài này đài kia gì bà nào ưa đâu, giờ bà chửi nó. Con nói là gì, bà chửi vô mặt nó là gì đó, gì à, đó. Cái cảnh đẹp quá nè, bà cho bà chảnh người ta chồng dưới gì bên đó, giờ chồng con biết ruộng biết gãy đó mà. Theo mình làm gãy chúng hay làm gà làm ruộng chúng bà? À, bà nói làm nào cũng trúng hết trơn, lúa thì cũng có lúa mà ăn, làm gãy thì cũng có cây này, rau kia mà ăn, trái này, trái kia mà ăn. À, đất mà cũng con trồng hạt nào thì lên hạt đó thôi à, vậy thôi, không có gì.
trồng cái gì cũng xài được chân ha. Ờ thì có nước thì có đất thì lên như vậy à, ngoan cái cảnh này ngoan ơi, trong cái khu ngày xưa ngày xưa đâu là không có nước hả bà? Bà nói ha, ngày xưa chỉ có mà một cái biển cả mà thôi. Rồi bà nói là biển thì phải có bờ, rồi bà nói vậy là biển có bờ thấy cái bờ lên. À bà đi lên qua nè, bà đi chỗ này chỗ kia, ngày xưa biển cả vậy à, cũng bay dù dù thôi rồi, đất ở đâu mà ở thì cũng ở chỗ này chỗ kia. À, thì bay hoài vậy đó mà, thì nói biển phải có bờ đi vậy thôi, không có gì. Rồi bờ lên thì cỏ lên vậy thôi, à, sau đó kêu đất mau lên đi thì mới có rộng lớn gì đây. À, vậy thôi, không có gì, thì bà kêu lên không chứ ai đâu. Ừ. Đó, này xanh quá đẹp quá nè. Lúc trước thì có nước biển mà đốn không được, sau này có nước ngọt mà đốn ngon lành hả bà? Cái đó thì cũng chờ con nước... nước lớn nước gồng mà nước nào ngọt thì múc lên là để vô canh cho các con uống là vậy đó. Còn ngày xưa là nước mình là ai tạo ra hả bà? Bà nói là chỉ có một nước một thôi, không có chia Pháp Mỹ gì hết trơn á, nước Việt Nam đây à, đi đằng kia đằng nọ ở xứ này xứ kia thôi à, đầu gì chân trời góc biển theo bên đây trời bên kia biển vậy thôi, ở bển cái đầu nói là nước này nước nọ nước gì đâu, chạy xe quốc lộ tới thôi có gì nước. Bà không như vậy nó không mập, nó không lên bông hoang thì các con hãy chờ đợi đi. Thời gian nó thay đổi thế nào cùng miếng đất mà hai màu lúa này. Tất nhiên thấy ruộng lúa bao la hả bà? Thì bao la con ơi, bà thấy hạt thì không có bấy nhiêu. Ô, hạt thì không có đạt được yêu cầu, hạt bông thì ngắn quá, hạt thì có hạt chắc, hạt lép thì nhiều. Vậy bà? Bà thấy con mới nó cũng hoàng hoàng đó kìa, thì mong là có hạt chắc nhiều nhiều các con ăn đi chứ. Đó là mình cái thực mình làm không tốt vậy bà? Bà cũng không biết được đời giờ nó xả làm sao nữa, bà nói còn đất với nước nữa mà. Khi rồi trời với gió nữa, trời với đất nói được gì bà cũng không nói được. Bây giờ thời tiết đã cho ăn vậy rồi thì phải chấp nhận đi, làm vậy thôi, bà nói vậy thôi. Giống vậy nhưng hồi nãy bà thấy cầm nghe cây điện nó xanh xanh đó, mà kia màu đỏ này màu xanh con nghĩ thế nào? Ông vua điện ra con đi tìm hiểu coi tại sao con một đôi cờ màu xanh. Cái đó đó đằng kia đỏ đỏ con thấy không, rồi sao con này xanh dần à, hai màu phải không, con sơn màu 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 đỏ này sơn màu xanh à? Không có sơn vậy à, cái điện này nó như thế nào, nãy bà thấy bộ đồ giỡn mặt với bà nó nhìn bà thấy à, con dần sao rồi thì giờ khác rồi đó, giờ cây còn điện khác nữa rồi à, cây nãy khác cây này khác à, đúng không nào, nãy bà thấy màu xanh à. Trời con dạy với bà, con là trời bà, con nói bà ơi không bà, có cái gì cây gì này là cây cũng cổ thụ nữa bà. Cây này là bà sơ lưng bà đó. Cây bà đằng này. Thì bà nói coi, bà đằng là cổ thụ không à. Hôm hôm ông vua có báo cáo bà không ạ? Ông vua mới báo cáo là đời lặp lại lần hai lần ba rồi đó. Nhưng mà bây giờ bà nói chữ đất nước chưa được bình yên, các con chưa chịu ổn định. Gì đâu bà nói máy bay kia kìa, bay bỏ bom đó. Đó thấy không, bởi bà nói thứ đó ngựa ra nông nổi hết. Ông vua chúa là ông nào nữa bà? Ông vua chúa đâu, bà nói đây bà tiên là thánh, thánh là đất phải không? Rồi đẻ ra con. Là bà với ông thánh đẻ ra con là chúa có chưa? Đó con là con, bây giờ nói con này con phải không? Ở Việt Nam gì đâu, bà đi Việt Nam không gì? Con người là chúa. Ở chưa ở nhà thờ. Đó vậy thôi à, có chưa vậy thôi giống gì? Thì tiên cái thánh đẻ ra con người. Rồi đất với nước đẻ ra con người ta. Giờ đất với nước là cho cây trái ăn đó mà. Đó là chỉ bấy nhiêu thôi, có gì đâu hỏi hoài. Phật làm sao nữa bà? Bà kia đâu, tiên cũng Phật là thánh cũng Phật Quan Âm là bà đây. Để ra tiên thánh chúa là các con có ai đâu. Chỉ có nhà vua mới là tiên thánh chúa thôi. Chứ không ai chứ. Ăn nào. Tiên thánh chúa. Tiên thánh chúa là con là chúa gì nữa.
Nhưng bà nói là nhà vua mà đẻ ra con. Bà đây, bà tiên, bà thánh đây, Quan Âm tiên, Quan Âm thánh đây, Quan Âm năm hai là bà đây, hai Quan Âm ở nhà đẻ ra con. Bà nói ông vua kìa, nhà vua đó, có chưa, nhà vua là chúa, đó, vậy thôi không có gì, đó, tiên với thánh là chúa trai, đẻ ra con là chúa đó, ngoan. Cái này cái nồi cái trời ơi, coi coi đứa nào mà trồng dừa ngộ vậy ha, trời ơi, tự mập à. Là màn hàng dừa vậy đó à. Các con coi hàng dừa ngộ không mà trời ơi, mọc gì mà không hàng không ngủ hết trơn. Cây thì quẹt xẻ, đưa cái đột qua bên đây, cây đưa đột qua bên kia ha, trời ơi, cái đít bên đây, cái đầu bên kia à. Con nhìn nó kìa, dừa mà kỳ cục mọc vậy, ai trồng kỳ cục cái à. Dân địa phương người ta không biết trồng thì trồng. Bà nói cũng trồng xuống đất thôi à, tại cây nó mọc lên à. Cái đó thì nhà tiên nhà thánh luyện ra là như vậy rồi, nhà đất nước nói chuyện chứ không có ai, thì cũng ông vua ra ý kiến này kiếm kia à, là cây mà lên như vậy rồi con người gấp con làm sao à, cái gấp bên đây cái mọc á, cái đọt bên kia kìa con thấy không à, hai cây nó chọi nhau trời, bà nói em các con sống mà không có tôn trọng với nhau, cứ đối chọi nhau hoài à, bởi bà gầy đó à. Đó là như vậy, cây xiên qua bên đây, cái đít bên đây à, hai cái đít trồng giống nhau, có khai thác được, không mọc qua bên kia à, dưới cây nè, cái đọt chật quá, con phải qua bên kia trần à. Bởi bà nói trồng à, xa xa nó ra à. Mà hàng dừa này cũng được quá, vậy mà nó lên được hay à, trồng chặt quá mà. Người ta làm trà bắt cá nữa hả bà? Bà ngoan, trà đây cá ở rồi, bắt đầu nó vô vớn con ơi, rồi đặt vớn ra, có đứa cái vớn hả? Ừ. Lục bình ngoan nè, bóp kia bóp bóp à, lục bình của bà, lục bình kia à. Lục bình này đẹp nè, đang về trong vua nuôi chồng à, trong hồ nè, cho con em ra chơi à. Đó là lục bình ba, ao hồ đó à, ngoan, còn cái ao kia, lục bình kia nữa, bên kia thì để cá nó ở dưới thả cho nó mát hơn à, ngoan. Cái này trong ao chờ chơi à, cá cho cá xuống cái đỉnh à, cá cảnh à, ngoan. Bởi đem lên trồng chỗ nào, đem lên trồng à, bà nói khi bóp bên kia bóp đó à, bà phơi héo mà bóp cầu kia bóp hơn nha, mà bà nói là chị à, nổi bà cho nổ đi à, mấy cái dừa giờ nó gì đây à, con ơi, nó trồng gì đâu mà tưới lung tung hết trơn à, mấy đứa nào trồng kỳ cục quá à. Lục bình tới mấy loại lục bình lần bà? Nhiều lắm con ơi, lục bình cao, lục bình thấp, lục bình cảnh, lục bình này, bình kia. Nó chỗ lên tùm lum đó mà, xong dưới nước nó ra cây này, cây kia, cây lục bình phải không, cái này lục bình. Mấy đứa làm cỏ ở đâu mà nó ngồi ở đâu mà bỏ đồ ăn ở đó à, bà nhớ bà để đồ ăn, bà có ăn đâu, bà đi tới giờ này bà chưa ăn nữa à. Bây giờ bên Nhật Bản nhà sông thằng quá trời bà ơi. Chết bà hết đây à, ngoài đó bao lúc đó bà nằm ngoài đó con nghĩ sao à, bà mừng à. Từ sáng sớm mà cũng 5-6 giờ bà đi à, ra bà mừng à, con điếm bà lên điếm là điếm nhà tới đó coi à. Cũng 10 clip à, không clip cũng 6 clip, 7 clip chứ đâu à. 1 clip, 2 clip, 3 clip, 4 clip không đầu à. Bà khát nước, muốn xuống không xuống, ăn chứ không có bằng nữa à. Thêm 2-3 clip nữa tới chưa à. Thì cũng 5-6 clip phải không à. 5-6 clip cũng 3-4 clip đi à. Đích chút đi, tại bà mần vậy à. Cái lội tới họ lui mần hoài, chỗ nào có thì mần. Mần rồi không muốn quay lại à, mần hoài vậy à. Tới cơm biết có ăn không nữa, để cơm ngay đó à, quay lại nào mà. Bà nói tiên cái thánh là bà không biết giờ ăn giờ nào bà cũng không nhớ nữa. Có ăn không cũng không nhớ luôn à. Tới chiều thì về, 4-5 giờ về à. Ôi ông vua chắc dài đó mà. Con hỏi hoài biết làm sao à. Ngoan à, không có nhớ à. Khi đi không nhớ ông vua ở nhà à, không phải vô trách nhiệm đâu mà. Là tiên cái thánh là gì đó mà à, ông vua có người lo à.
không có cái gì. Lúc đó ông Hồ bất tiền cũng không nói gì đâu, nhiều khi ông bực giật ông nói này nước kia, coi như chuyện đã qua rồi à, ngoan. Nếu không như vậy làm sao bà ra tòa, không ra tòa là làm sao ở với Nguyễn Nhất Đoàn à. Nguyễn Nhất Đoàn là ông Phật tổ đó mà, ngoan cái đó bà cho thân à. Mấy bà mệt quá vậy. Về quán nước con ơi, bà khát nước à. Đi con ơi. Dạ, dạ bà. Ô, trời, cái ghế được lắm mà nghe à. Góc dưới ghế đó mà đào móc lên, chết mồ rồi. Đào cũng mấy thước đất mới được cái ghế à nghe à. Lâu lâu được cái ghế bự nữa mình à, khó đào bà nói thì đào từ từ à, rồi đang lấy góc lên à, ngoan. Ừ, thì phải đi đào với nó à, có đó, ở không mà không đi đào sao, lúc đó tiền ở đâu ăn phải đi đào. Qua cho tiền bà cũng không biết nữa à, đừng hỏi bà có đi bằng được rồi à, ngoan. Có nhà gạo đâu à, Nguyễn Đoàn đem về, con nhỏ kia lại nổi gạo đó mà, bà nói là có gạo lấy đi à, lấy con nó cho nó không trả luôn à. Cái gì bà? Gì nó bướm bướm mới về gà đâu, đâu bay luôn hả? Bay luôn rồi đó mà. Ồ, con bướm ra chào bà ơn bướm. Bướm bướm mới về gà đâu, đâu bay luôn hả? Bay luôn rồi đó mà. Ồ, con bướm ra chào bà ơn bướm. Bướm có nói gì vậy, chuyện với bà đâu mà? Ông bướm màu gì vậy? Màu trắng mà. Ồ, bà cũng thấy giá màu trắng à. Bướm lại nói bà cho sao bà? Ồ, vô bà bắt gì nè, bắt gì nè. Ngoan, rồi hồi sáng con gì, con một kẹp không phải, con đó con đuông à. À, con thương chút lại bà. Ờ, bà thương nó chút. Ồ, nó theo bà, theo dép bà nở hoài à. Bà nói một đám vàng à, phải nó màu vàng không à. Con lấy hình ảnh hết chưa nào? Được chưa bà, về uống nước chút à. Rồi, chở bà đi vô quán nước uống phê rồi. Vô nước à con ơi, đi ra quán nước ra đây. Rồi. Rồi à, đi ra bà ơi. Đi chưa? Bà nằm đi ra, đi, đi, đi con ai coi đi bà đi theo nè. À đi, con đi trước đi. Ngoan nè. Ô. Ngoan à, vô đồng thì vậy mình nãy giờ về giặt đồ luôn rồi. Không biết ai giặt sáng giặt à, sáng sớm mà giặt. Ôi, tốt à, ngoan ở trên đó con lấy được mớ đó à. Con gì đó con đó ừ, màu vàng không à, con đó hồi sáng hồi hôm trước bà cũng cầm tay đó có thương nó có qua cảm giác luôn à. Ô con đứa à, lúa lên à, bà nói với con lúa là vậy giờ bà về nghe con lúa ngoan nào mau chắc hạt một chút là cho nhân dân được ăn rồi chưa nè. Lúa này cũng được à, tạm tạm cao cao một chút nè. Ồ, bằng như màu kia một chút rồi là tại cho cái bông lúa nó bự hơn à, đồng đồng ngắn quá không được. Ui, tốt quá hả bà ha. Cái này thì ngắn không ngắn đâu, nhưng mà thấy hạt thì không có bấy nhiêu à, từ từ à, có hạt á. À. Bà nói à, mau ngậm sữa nhiều nhiều, à, có sữa nhiều một chút tốt hơn con à, ngoan bông lúa ngoan nè. Rồi bà, chào bà, đi về luôn ơi. Ừ? Rồi, chào bà dạy, lên xe. Chào bà để cái đủ con ơi. Ê, đủ của ta bà. Một cái à. Rồi. Rồi tôi, bây giờ đây xin kết thúc của quý vị ơi, mà quý vị đón xem video tiếp theo nha. Xin chào. Rồi bà bẻ đủ.